Ngày 10 tháng 11, ông Hoàng Văn Khanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cho biết, chính quyền địa phương vừa phối hợp cùng người dân bắt 3 con chuột túi xuất hiện trên địa bàn. Theo ông Khanh, trước đó con chuột túi đầu tiên được bắt vào tối 8 tháng 11, sau đó người dân phát hiện thêm 2 con chuột túi khác ở vệ đường liên xã. Tiếp nhận thông tin, Ủy ban nhân dân xã Đức Long đã phối hợp với hạt kiểm lâm huyện Thạch An huy động khoảng 10 người dùng lưới quây bắt. Đến sáng 9 tháng 11, lực lượng đã bắt được thêm 2 con chuột túi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Long cho biết, đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã Đức Long xuất hiện loài vật này. Đàn chuột túi nhỏ có màu lông xám vàng, mỗi con nặng khoảng 8 đến 10 kg, sức khỏe tốt. 3 con chuột túi nghi do bị sổng khi tiểu thương buôn bán qua khu vực. Sau khi bắt giữ, lực lượng đã bàn giao cho hạt kiểm lâm Thạch An quản lý. Theo một số chuyên gia về động vật, chuột túi xuất hiện ở Cao Bằng có thể là chuột wallaby hay còn gọi là kangaroo mini. Loài vật này có kích thước khá nhỏ, khi trưởng thành cao khoảng 1,8 m, nặng 30 kg. Đây là loài chuột túi bản địa của Úc, thường sinh sống ở những vùng hẻo lánh, vùng núi đá, vùng có địa hình gồ ghề. Thức ăn chủ yếu của loài này là rau cỏ, củ và quả. Những năm gần đây, loài này được nhiều người nhập về Việt Nam nuôi làm cảnh.